Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Bắc Cạn, ngay sau khi kiểm tra điểm đầu tuyến dự án cao tốc Chợ Mới thành phố Bắc Cạn và điểm đầu tuyến thành phố Bắc Cạn Ba Bể nối Na Hang tỉnh Tuyên Quang, chiều tối nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã tới dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn, thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Mông Thị Thi tại huyện Bạch Thông. Thủ tướng ân cần thăm hỏi các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về chất lượng khám chữa bệnh và thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện, chúc người bệnh yên tâm điều trị, sớm khỏi bệnh. Tặng quà, làm việc với các thầy thuốc bệnh viện, Thủ tướng vui mừng được biết bệnh viện được xây dựng, đưa vào hoạt động từ năm 2016. Có quy mô 500 giường với nhiều trang thiết bị y tế hiện đại. Bệnh viện được xây dựng theo tiêu chí chính quy, khoa học, xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân các dân tộc trong tỉnh Bắc Cạn và các tỉnh lân cận. Hiện nay, bệnh viện có 34 khoa phòng, đội ngũ y bác sĩ được bổ sung đầy đủ, giỏi chuyên môn, giàu trách nhiệm, làm chủ kỹ thuật điều trị mới, đặc biệt là dịch vụ kỹ thuật cao. Thủ tướng hoan nghênh biểu dương tỉnh Bắc Cạn nói chung, Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn nói riêng đã dành nguồn lực để đầu tư, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt vượt qua đại dịch COVID-19 trong thời gian qua, đề nghị địa phương cơ sở chuyển trạng thái sang giai đoạn mới khi dịch COVID-19 đã được kiểm soát tốt. Thủ tướng đề nghị tỉnh và ngành y tế Bắc Cạn tiếp tục củng cố hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là y tế cơ sở, tổ chức điều tra cơ bản về bệnh dịch để bố trí đầu tư phù hợp, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế. Thủ tướng mong muốn các y bác sĩ bệnh viện phát huy truyền thống, tiếp tục nâng cao tay nghề, năng lực trình độ về chuyên môn, quản lý, năng lực tổ chức thực hiện, nâng cao đổi mới khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ngang tầm yêu cầu mới, tiếp tục hoàn thiện cơ chế huy động được nguồn lực của nhân dân, xã hội để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân. Trước đó, nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong 15 tháng 7 1950, 15 tháng 7 2023 và 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã thăm di tích lịch sử Nà Tu ở huyện Bạch Thông và dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu di tích. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Nà Tu là nơi tổng đội thanh niên xung phong đóng quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông vận tải phục vụ kháng chiến năm 1951. Nơi đây vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác dâng hương, dâng hoa trước bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Bác, nguyện học tập noi theo tấm gương của Bác, phát huy tinh thần của thanh niên xung phong trong các hoạt động, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đất nước hùng cường thịnh vượng, người dân ngày càng ấm no hạnh phúc. Thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Mông Thị Thi, có hai con là liệt sĩ ở xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông. Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh của các gia đình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, nỗ lực chăm lo các gia đình chính sách có cuộc sống ít nhất là bằng, phấn đấu tốt hơn so với người dân trong khu dân cư. Thủ tướng Chính phủ mong mẹ Việt Nam anh hùng Mông Thị Thi giữ gìn sức khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu, vận động bà con lối xóm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, quê hương giàu mạnh. Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2023, chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, phường An Tân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và thăm tặng quà các gia đình chính sách. Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thỉnh chuông tại tháp chuông Hòa Bình, dâng hoa dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đứng trước anh linh của hơn 2.000 anh hùng liệt sĩ của mọi miền Tổ quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn và sự cống hiến của các anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do của dân tộc. Chủ tịch Quốc hội cùng các thành viên trong đoàn công tác nguyện luôn nỗ lực hết mình, tiếp nối truyền thống vẻ vang, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và của dân tộc, không ngừng tìm tòi đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, góp phần dựng xây đất nước Việt Nam hùng cường theo di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khát vọng của các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, nhân dân cả nước. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm và trao quà cho ông Nguyễn Minh Lực, gia đình thờ cúng liệt sĩ Tôn Thất Cảnh, là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng, chính trị viên đầu tiên của Công an Thừa Thiên Huế, và tặng quà cho thương binh Trần Bá Lưu, thương tật 71%, trong thời kỳ kháng chiến đã tham gia bảo vệ khu ủy khu 5, giải phóng miền Nam, tham gia quân tình nguyện Việt Nam tại Lào.
Tại các gia đình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ân cần thăm hỏi, cho biết Đảng và Nhà nước ta luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh đã không tiếc máu xương cho độc lập tự do của Tổ quốc, luôn thực hiện tốt nhất công tác đền ơn đáp nghĩa. Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác bày tỏ mong muốn các gia đình kế tiếp truyền thống cách mạng, tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước. Thưa quý vị, Pa Co thuộc huyện vùng cao Mai Châu, tỉnh Hòa Bình là nơi sinh sống của 90% đồng bào Mông. Nơi đây còn bảo tồn nguyên vẹn những giá trị văn hóa cũng như các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, nhuộm chàm, vẽ sáp ong, tạo nên những sản phẩm mang đậm bản sắc, giá trị văn hóa đặc sắc, có lợi thế trong phát triển du lịch của địa phương. Cùng với trải nghiệm thú vị như ngắm mặt trời mọc vào buổi sáng sớm, khám phá rừng già, thăm thú bản làng, du khách không thể không đến thăm các làng nghề dệt thổ cẩm của người Mông. Sản phẩm làng nghề của người Mông nơi đây được làm bằng cây lanh và cây tràm với các hoa văn cầu kỳ. Các sản phẩm của làng nghề ngày càng được nâng cao về chất lượng, giá trị thẩm mỹ, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân và tạo diện mạo mới cho các bản làng. Mình đến Pa Co thì mình rất là thích, ấn tượng thì rất là tốt đẹp. Mình thấy những cái sản phẩm ở đây thì tức là nó có cái tính rất là truyền thống lâu đời ấy, thế và được làm thủ công và rất là kỳ công. Thế và những cái tấm vải, những cái màu sắc nó cũng rất là đa dạng, sặc sỡ cũng có, nền nã cũng có. Mình rất là ấn tượng. Mình tự làm ra mẫu mã để bán lẻ thì bán cho khách nước ngoài, khách Tây người ta đi qua, là khách Việt người ta đi qua. Người ta thích mua để làm kỷ niệm truyền thống của dân tộc Mông mình, làm nào để ghép vào trên cái mặt hàng thổ cẩm cho khách thích và khách yêu thích thì khách mới mua được nhiều và hàng hóa của thổ cẩm của chúng tôi mới lan tỏa được nhiều. Cảnh vật thiên nhiên ở Pa Co chứa đựng vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Đại Ngàn, lung linh huyền ảo. Đến nơi đây, du khách như bước vào một thế giới khác, không ồn ào vội vã, khí hậu mát mẻ trong lành, con người và thiên nhiên nơi đây vô cùng hiền hòa. Với những đồi chè xanh mướt, những mái nhà người Mông thấp thoáng xa xa, hứa hẹn Pa Co sẽ là điểm du lịch vô cùng hấp dẫn của núi rừng Tây Bắc. Diễn ra từ ngày 1 đến ngày 16 tháng 7, lễ hội dưa lần thứ nhất tại thôn Trường Định, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã tạo nên một không khí rộn ràng, sôi động. Sự kiện không chỉ giúp cho bà con bán được nông sản với giá ổn định, mà còn là cơ hội để các du khách được trải nghiệm thật sự đáng nhớ. Được trực tiếp trải nghiệm công việc hái dưa, cùng nông dân làm việc trên cánh đồng, giúp các em nhỏ thêm quý những giá trị từ thành quả sức lao động. Tự mình hái mà tự mình bổ ra thì thấy trái dấu rất là đỏ, ăn vô thì ngọt và ngon. Các cháu trải nghiệm được rất là nhiều thứ và học hỏi được từ những cái việc giống như là kiểu giống như người nông dân người ta làm. Các cháu ở thành phố, các cháu chưa bao giờ biết được cái điều đó. Lứa dưa năm nay, huyện Hòa Vang đặt sản lượng thấp. Nguyên nhân là do thời tiết thất thường, dưa hỏng nhiều, bà con bị tiểu thương ép giá. Từ ý tưởng của các bạn trẻ thuộc hợp tác xã du lịch Trường Định, lễ hội này được tổ chức mở ra những cơ hội mới trong việc tiêu thụ sản phẩm của người nông dân. Mừng luôn. Ngày hôm qua là cô bán được rượu. Trong mấy bữa trăm, 50 ngàn, ngày bán 50 ngàn hũ công xong rẻ. Cô hơn một ký hay đồng. Tại vì bay nó tốn ngàn, bao nhiêu 10 ngàn. Đây là năm đầu tiên tổ chức, nó còn nhiều cái bỡ ngỡ. Tại vì anh em cũng không chuyên mà. Nhưng mà hy vọng có kết quả tốt thì để các năm sau mình tổ chức lễ hội dưa hấu và tạo được cái thương hiệu cho cái dưa hấu Trường Định. Kết thúc lễ hội, những quả dưa hấu đẹp nhất được chọn ra để bán đấu giá. Số tiền thu được, ban tổ chức trao thưởng cho trẻ em nghèo vượt khó trong thôn. Đây là dịp để bà con gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trồng dưa, đồng thời cũng là cơ hội để người Trường Định giới thiệu các loại nông sản đặc trưng, ẩm thực hấp dẫn đến với du khách gần xa.